Hello everyone, welcome back to my channel, Start to Get a Go. So, grab internet, okay. So, okay, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Horokara. Let's go. Thank you.
anh chàng bảo vệ này thì các bạn sẽ được một chiếc chìa khóa để mở cửa thư viện. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Ice cream fry fry. Let's go. Dưới đây thì mình phải tìm hai món đồ. Thứ nhất đó là một cục pin. Mình sẽ để đây trước. Tiếp tục. Đây rồi.
Vita Bash. Ở đây thì các bạn sẽ phải sạc của pin này đây. Ok. Đó thì mình sẽ bỏ vào đây. Ở đây thì nó sẽ tan đá ra. Gọi điện nhờ một cô bạn giúp đỡ. Ok. Jay, are you okay? Let's go. Perfect. Now leave it to me. Không có gì đây. Tiếp tục vào. Acryl. Not so bad. Oh my God. Hơi chậm một chút, nhưng không sao. I'm clear.
It's okay. Dưới đâu? So, ¿qué va a haber de mi sitio en Santa Catarina? Scarambare. Let's go. Khi vừa dứt câu hát thì các bạn phải dừng ngay. Nếu không thì các bạn sẽ bị tiêu diệt ngay. Ok. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ 5.
Bobby and Jello. Light one. Oh my god, đâu rồi? Cậu bé đã biến ra đây. Không biết cậu ta có một siêu năng lực gì đây. Trước mắt thì mình sẽ phải thay bìm cho cậu bé này. Light two. Light three. Ở đây thì mình sẽ dỗ em bé cho em bé đỡ khóc, ok. Sau đó thì lại tắt điện. Và đây thì các bạn phải làm nhiệm vụ tiếp theo, đó chính là đi xem bình sữa. Wow. Ra ngoài thôi. Oh my gosh. Cái cửa này không mở ra được. Đặt em bé ở đây. Oh my gosh. Tony man. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Start game. Oh, hi.
Welcome to my schoolhouse. Problem one. Problem two. Problem three. Problem four. Problem five. 3 chia cho 3 thì chắc chắn nó bằng 1 rồi. 2 plus 2 is 4 minus 1 that's 3. Problem 6. I am the one, the way you can, don't need the guns. Problem 7. 4 2 8, 8 cộng 3 11, 11 chia 6 5. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập tiếp theo, Tài Stars. Oh my gosh. Wow, còn lại thắng mình đai rồi. Xảy đi. Oh my god. Ok. Lại nào. Còn lại thì mình sẽ xử lý kiểu khác. Đứng xa ra một chút. Mày tao tiến lại gần không?
Okay. Rồi, và mình sẽ chuyển sang tập tiếp theo. Ở đây thì mình sẽ chọn cái này đi. Cứu thương. Ở đây thì mình sẽ chọn một chiếc chìa khóa. Chọn bên này đi. Trèo lên trên. Ở đây thì mình sẽ dùng chiếc ba lô. Rồi, tiếp tục. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái này. Đây là một máy khoan. Stas. Dừng ngay. Ok. Tiếp tục chạy tiếp. Lại dừng. Dừng luôn. Nếu các bạn không cẩn thận thì các bạn sẽ bị tiêu diệt ngay. Và khi hết vòng quay của cái này thì các bạn phải dừng ngay. Nick never. Chọn cái này đi. Ok. Các bạn phải ấn thả liên tục. Nếu mà ấn dị thì nó sẽ bị vỡ hình bên trong. Tiếp tục nào. Cái này thì ấn ở trong khoảng khung của vạch. Sắp thành công rồi. Vì khoảng khung này rất to cho nên rất là dễ. Next level. Cái này thì phải khó hơn một chút. Mạnh và thẳng lên một chút nữa là sẽ vào được. Vào được không? Này hơi yếu. Vẫn hơi yếu. Mạnh như thế mà sao vẫn không không bằng được cái đầu tiên. Tài thật. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. The Diamond.
Let's go. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Roblox. Ở trong Roblox này thì các bạn có thể chọn rất nhiều tựa game khác nhau, Ten Titan, hay là Pick Guy, hay là kể cả như Squid Game. Như mình biết thì Squid Game trong tựa game này cũng khá là hay. Và mình sẽ thử tìm Squid Game xem như thế nào. Let's go. Ok. 87-2004. Vào đây đi. Chú điều là tựa game này thì phải đợi thời gian. Xem thời gian còn bao nhiêu. Hơn một phút nữa.
không lên được. Ok. Ba mươi chín giây nữa. Ở đây còn 27 giây. Rồi mình sẽ phải đợi, sau đó thì mình sẽ đi qua cánh cổng này. Let's go. 15 giây nữa. Buổi sáng thì có vẻ hơi ít người. Welcome to school game. This is a first of many game. Red Knight, Green Knight. Get to the other side. And you wish pieces. Okay. Ok, tiếp tục. Ở đây thì có sự cookie by following the line. Let's go. Ok. Chàng này là mãi chưa xong. Ok, đã hoàn thành. Rồi, và mình sẽ chuyển sang game cuối cùng. Vào đây. Vào đây. Thank you.
Oh my god. Today. Đây thì mình sẽ đợi mở cánh cửa ra. Ông ta đang đi rồi, bà ta đang đi rồi. Sau đó thì mình sẽ chuồn ra ngoài. Không ngủ được cái này ra. What? Không biết lý do là gì. Còn mình sẽ đi lại đi. Mà ta đang ngay đằng sau mình. Mình có chạy kịp không? Tốc độ đi của mình có vẻ rất là chậm. Oh my god. Mày còn dính bẫy. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.